Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Lời bài hát sau cùng có một cái câu đó là: và dùng con để phản chiếu vinh quang của Cha. Amen. Và dùng con phản chiếu ra vinh quang của Cha. Và nó trùng hợp với điều mà Chúa Thánh Linh muốn tôi cùng Hội Thánh suy gẫm lời của Chúa hôm nay. Chúng ta cùng nhau đồng đứng lên và đến với Chúa trong Côrintô thứ nhất. Xin lỗi, Côrintô thứ nhì đoạn 4 câu 6 đến câu thứ 18. Côrintô thứ nhì đoạn 4 câu 6 đến câu thứ 18. Tôi xin đọc trước phần đoạn Kinh Thánh này và sau đó xin mời Hội Thánh và quý tôi tới Chúa cùng con các Chúa đang theo dõi chương trình online đọc chung với nhau câu 16 và câu 17. Và đây cũng là hai câu gốc mà chúng ta sẽ trả trong tuần đến. Tôi xin đọc bắt đầu từ câu 6 đến câu thứ 18 trước. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jesus Christ cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, tớt Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho trong sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng đấng đã khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó sẽ đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chúng ta cùng nhau đọc chung với tôi câu 16 và câu 17. Xin Hội Thánh bắt đầu. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Xin đi bộ của tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, đấng đang hiện diện ở giữa vòng chúng con, đấng đang ở trong và ở với chúng con qua Thánh Linh của Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài trong thư Ê-phê-sô cho chúng con biết rằng chúng con nhờ Chúa Giêsu Christ mà trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Chúa xin hãy cho chúng con suy gẫm điều này và tôn trọng sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã trên của lễ. Ngài đã trên của lễ. Ngài đã chết đền tội cho chúng con, như của lễ mà Eli đã làm giữa một dân sự đi dẹp hai bên. Và khi của lễ được dâng lên, bàn thờ được sửa lại, của lễ được dâng lên, của lễ bị giết đi. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu và lửa đã đổ xuống. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã hoàn thành chương trình cứu chuộc của Ngài. Và Cha đã nhân danh Ngài sai Thánh Linh đến để ở trong mỗi một chúng con. Và sau đây con nhờ Thánh Linh của Chúa từ trời, đấng Cha đã nhân danh Chúa Giêsu xa đến để ở trong con, để con giảng phúc âm của Ngài. Và con có bố rằng con được chọn để giảng tin lành về nước của Đức Chúa Trời.
Con không giảng tin lành của một đạo giáo, của một tín ngưỡng, của một hệ phái, nhưng con giảng tin lành về nước của Đức Chúa Trời. Thì con mặc lấy hình ảnh của Chúa Jesus Christ trên đất này để bày tỏ quyền năng, bày tỏ tình yêu, bày tỏ năng quyền vô lượng vô biên của Ngài cho thế giới loài người hư mất này. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con đến với hội thánh của Chúa để thờ phượng Ngài. Lời bài hát chúng con đã thờ phượng Ngài và dùng con gửi Chúa để phản chiếu vinh quang của Cha. Lạy Chúa, xin hãy cho con phản chiếu được hình ảnh và vẻ đẹp của Ngài để qua đời sống của chúng con nhiều người khác biết Ngài, nhận Ngài làm cứu Chúa của đời của họ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Bây giờ này chúng con sẽ nghe lời của Chúa. Hỡi Thánh Linh là thần lẽ thật, xin dẫn chúng con vào sự mặc khải. Xin dẫn chúng con vào sự tỏ ra bởi lời của Ngài, để một chúng con trân trọng lời của Chúa và có lời của Chúa trong ngày Chủ nhật đầu tiên của tuần mới này. Chúng con tạ ơn Ngài. Biết ơn Chúa hình mẫu và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời chúng ta đồng an toàn. Gần đây tôi có nghe một bài giảng và tôi thức của Chúa nói rằng là bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng tin Chúa Giêsu, rất dễ dàng chúng ta đều đưa tay vào không ạ. Nhưng thật sự rất ít người ý thức được rằng Chúa Giêsu là một đấng mà các tôn giáo đều ghét. Chúa Giêsu cũng là đấng mà bị loài người khinh chê và chán bỏ. Ngay cả đôi khi chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa, chúng ta ngồi trong phòng nhóm hôm nay, nhưng coi chừng chúng ta đang ở trong thái độ đó là khinh chê Ngài và chán bỏ Ngài. Vì cái đó mà có nhiều người đi nhà thờ, có những người căn cước công dân của họ có thể ghi rằng là họ là theo đạo Tin Lành, nhưng họ không hề phản chiếu được vinh hiển của Chúa. Có những người vẫn nói họ theo Chúa khi đến trường học, không thể phản chiếu được vinh quang của Chúa qua lời ăn tiếng nói, qua cách ứng xử với bạn bè và cô giáo chàng. Và sáng nay với những câu kinh thánh chúng ta vừa đọc, vừa nghe tôi đọc và hai câu kinh thánh chúng ta đọc chung, thì Chúa Thánh Linh cho tôi một cái chủ đề, đó là vẻ đẹp của những người theo Chúa. Tôi xin lặp lại cái chủ đề hôm nay, đó là vẻ đẹp của những người theo Chúa. Bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng chúng ta là vẻ đẹp, chúng ta có vẻ đẹp, chúng ta có sự đẹp đẽ mà không ai trong trần gian này có thể sánh so được với chúng ta. Dù đó họ có thể xuất thân từ những con người rất là nổi tiếng, họ có thể xuất thân từ gia đình rất là giàu có, họ có thể là người mẫu, họ có thể là những con người vĩ đại, họ có thể là những con người điều hành trong một tập đoàn nào đó, trong một công ty nào đó, họ có thể đi xe sang trọng. Nhưng anh em, nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay luôn luôn bị mặc cảm khi nhìn vào con người và chúng ta thấy họ có vật chất. Chúng ta luôn luôn bị mặc cảm khi nhìn thấy một con người giàu có hơn mình. Chúng ta luôn luôn bị mặc cảm khi chúng ta thấy nhiều một con người có sức khỏe hơn mình. Chúng ta luôn mặc cảm thấy có một người trình độ hơn mình. Chúng ta luôn luôn mặc cảm thấy một con người có hôn nhân hạnh phúc hơn mình. Nhưng anh em, hãy biết rằng Chúa tạo dựng nên chúng ta. Vừa rồi chúng ta nghe một sư tôi giảng ở tại Hà Nội, đó là làm thế nào để chúng ta trở nên giống Đức Chúa Trời, phải không ạ? Chúng ta được nhào nặng, phải không? Đức Chúa Trời phán thế giới này, hãy có mặt trăng. Ngài phán bằng lời nói và có mặt trăng. Ngài không lấy đất sét để tạo nên mặt trăng. Amen. Ngài dựng nên muôn loài vạn vật bằng lời phán của Ngài. Nhưng riêng con người, Ngài phải nắng, Ngài phải nhào nặng, Ngài phải uống nắng. Amen. Điều đó cho ta biết rằng chúng ta rất quan trọng trong nhãn quan của Ngài. Chúng ta rất là quan trọng trong sự sáng tạo của Ngài. Và anh em biết, từ bắt đầu sáng thế, Ngài đã tạo dựng Adam và Eva. Ông bà đã sống trong vườn Ê-đen, trong sự hiện diện của Chúa. Dù họ lỡ lơ, nhưng họ không bao giờ sống trong mặc cảm, sống trong xấu hổ. Họ chỉ xấu hổ khi bắt đầu họ phạm tội với Đức Chúa Trời, phải không ạ? Và anh em bắt đầu từ đó, hãy nhớ, hình ảnh của Đức Chúa Trời trên con người bắt đầu bị lu mờ. Họ không còn cái vẻ đẹp của Chúa nữa. Họ không còn sống sự vinh quang của Chúa nữa, vì họ bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn
Eden. Hallelujah. Anh em, đừng đi nhà thờ mà bị đuổi ra khỏi sự diện của Chúa. Đừng ngồi trong nhà thờ, đừng hát thánh ca mà ai đó chúng ta bị đuổi ra khỏi sự diện của Đức Chúa Trời. Eden, tiếng Hebrew có nghĩa là vườn vui thích, phải không ạ? Vườn vui thích của gia quyền. Tại sao cuộc đời chúng ta đi theo Chúa rồi mà cứ buồn? Cứ buồn. Lúc nào mặt của ta cũng buồn, đừng buồn. Có tiền cũng buồn. Có bạn trai, bạn gái cũng buồn. Cuộc đời không có nụ cười thật sự của thiên đàng trên đất này. Tại sao vậy? Chúng ta hãy cảnh tỉnh. Đó là coi chừng chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời và chúng ta bị đuổi ra khỏi vườn vui thích của Ngài rồi. Một điều đáng tiếc đó là ngày Ngài Chúa Giêsu đến, Ngài là Adam thứ nhì, Ngài đến, Ngài chết, Ngài phục hồi là địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời cho tôi và anh em, cho tôi nghe chị amen. Ngài qua Ngài, qua huyết của Ngài, qua công ơn cứu chuộc của Ngài, qua ân huệ của Ngài, tôi và anh em được chuộc lại tất cả những điều gì mà ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên con người theo ảnh tượng của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Anh em, tại sao có nhiều người nghiện cũng vào trung tâm như chúng ta? Và sau khi họ được Chúa cứu chuộc, được Chúa biến đổi, họ trở nên những con người có ích lợi cho công việc của nhà Chúa. Còn chúng ta chưa phản chiếu được bất cứ cái điều gì cả. Cho nên em, bao nhiêu người trong chúng ta hiểu rằng vẻ đẹp của người đi theo Chúa là quan trọng cho chúng ta. Số điều mà tôi chia sẻ cho anh em sáng nay, vẻ đẹp của người đi theo Chúa không phải là bộ đồ đẹp trên người chúng ta mặc. Vẻ đẹp của người đi theo Chúa không phải là đồ hiệu mà chúng ta trang sức vàng, kim cương, hột xoàn, phấn son mua hàng sắc tay từ Paris về. Hàng hiệu không phải là loại xe nào chúng ta đi. Vẻ đẹp của cái nông dân ngày hôm nay không phải là xe đẹp, không phải là bộ áo dài đẹp, không phải là đôi giày đẹp. Amen. Không phải là đồ sang trọng. Nhưng vẻ đẹp của người theo Chúa được bày tỏ qua những hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy ra. Vẻ đẹp của những người theo Chúa được bày tỏ qua những nan đề, qua những nghịch cảnh, qua những khó khăn, qua những áp lực mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Amen. Trong Nhã ca có một câu kinh thánh rất là hay. Chúng ta dỡ ra Nhã ca đoạn 2 câu 2. Nhã ca đoạn 2 câu 2. Đây là bức thư tình của Đức Chúa Trời và hội thánh của Chúa. Lời của Chúa phán rằng: bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai góc. Anh em, tôi muốn đọc phần B: như bông huệ ở giữa gai góc. Hay là nguyên văn câu này: bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai góc. Bạn tình ta đây nói về Chúa Giêsu, amen. Amen. Ở giữa đám con gái là nói về hội thánh của Chúa. Và Nhã ca đoạn 1 cái gì? Danh của Ngài thơm như dầu đổ ra. Danh của Ngài thơm như dầu đổ ra. Thế thì tôi hỏi anh em nè, Chúa Giêsu ngày nay ở đâu? Chúa Giêsu ngày nay ở đâu? Chúa Giêsu đang ở trong lòng của tôi và anh em. Một anh em nào nói đó là ngồi bên Đức Chúa Trời toàn đang không sai. Nhưng mà chúng ta không tin rằng Ngài đang ở trong cha, trong chúng ta đó nha. Cho nên chúng ta không bốc ra cái mùi thơm của danh Ngài qua cuộc đời của chúng ta, amen. Gần chúng ta là nghe mùi thối. Gần chúng ta là nghe mùi A Lý A Lào. Gần chúng ta là nghe mùi thế gian. Gần chúng ta là nghe văn tục chữ thề. Gần chúng ta là toát ra cái mùi của thế giới này, chứ không thật sự toát ra cái mùi thơm như dầu đổ ra. Anh em tưởng tượng đi, giờ phút này trong phòng nhóm này không có mùi gì cả. Nhưng tôi đem chai dầu lên, tôi đập bể ra dưới vòng hội thánh, thì tôi nghĩ rằng tầng ở dưới đó bé tuyết có thể ngửi được cái mùi thơm đó, phải không? Anh em hiểu này không vậy? Anh em hiểu điều này không vậy? Tôi mường hình ảnh Kinh Thánh Chúa nói gì? Bạn tình ta ở giữa đám con gái như hoa hệ ở giữa
gai góc. Anh hoa huệ nó đã có mùi thơm rồi, nhưng khi nó ở giữa gai đó và gió thổi qua đó và những cái gai làm rất cái cánh hoa của nó, thì hương của hoa huệ tăng lên nhiều hơn. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Vì cái đó anh em, có nhiều con cái Chúa chỉ đi với Chúa thích đi trong lúc mình có tiền. Mình chỉ đi với Chúa khi mọi cái diễn ra như ý của mình. Có những người bắt đầu tốt và họ không hề hay biết Chúa dùng nan đề để tỏa, để chúng ta phải bày tỏ sự hiện diện của chính mình Ngài. Cho tôi nghe chị amen. Nhưng mà có nhiều cơ đốc nhân đã thất bại khi đối diện với nan đề. Có những người theo Chúa thất bại khi đối diện với thử thách, khi đối diện với sự cám dỗ, khi đối diện với nghịch cảnh, khi đối diện với những điều gian nguy, khi đối diện với những áp lực. Họ không tỏa ra sự hiện diện của Đấng Christ. Thay vào đó, họ tỏa ra bản chất một con người cũ càng hơn nữa. Cửa là chúng ta va nhau. Cửa là chúng ta đánh lộn với nhau. Cửa là chúng ta sân si nhau. Anh em, Chúa cho tất cả mọi cái nó xảy ra không phải để chúng ta bày tỏ cái con người cũ của chính mình, mà chúng ta bày tỏ vẻ đẹp của Ngài. Amen. Trên sứ điệp hôm nay, đó là vẻ đẹp của người theo Chúa. Chúng ta thấy đi ăn cưới ai cũng đẹp. Đi ăn cưới ai cũng đẹp. Và những người đẹp đó sau khi họ về gia đình, họ gặp năng đề là họ không còn đẹp nữa. Có phải không? Có phải không ạ? Và đặc biệt mà có chút rượu nó về là bảo đảm tivi, tủ lạnh đập hết. Họ đẹp trong đám cưới, nhưng họ không đẹp ở trong gia đình của họ. Cũng một thì đó có nhiều cái đốc nhân em đẹp, rất đẹp, rất xinh đẹp, rất điển trai khi vào hội thánh. Nhưng ra khỏi hội thánh thì mọi cái trở nên tồi tệ, bởi vì họ không biết Chúa dùng nan đề, nghịch cảnh để làm đẹp tôi và anh chị em. Vì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói gì? Bắt đầu từ câu số 6, ông nói về sự vinh hiển của Chúa. Ông nói ông là một con người kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa. Ông đã từng gặp Chúa đến đường Đa-mách. Không phải chỉ một lần như vậy, nhưng sau đó ông đã ăn năn, ông được bắt tên Đức Thánh Linh. Amen. Ông bắt đầu giảng về Chúa Jesus là Đấng Messiah. Và chức vụ ông đầy quyền năng không phải vì ông gặp Chúa đến đường Đa-mách mà thôi đâu. Nhưng sau khi ông gặp Chúa đến đường Đa-mách, ông đã sống với đời sống mà ông đã nói gì? Tôi coi vào sự lời như là lỗ, hầu cho được Đấng Christ. Anh em, ai cũng muốn có Đấng Christ. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta coi lời là lỗ nè? Trong những sự cãi vã, trong những sự chúng ta bất đồng quan điểm trên sân bóng, bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng chết cái vấn đề đó là bày tỏ sự hung hăng của mình. Bao nhiêu người thật sự quan sát, nó là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, nếu không có Chúa, chúng ta luôn luôn trong những sự tranh luận, chúng ta luôn muốn giành phần thắng. Và khi tôi còn nhỏ bé trong thuộc linh, tôi ở trong cái chỗ đó. Và đến ngày nay tôi chết hẳn cái điều đó này, không cần tranh luận. Vì tôi biết rằng tôi càng tranh luận, vẻ đẹp của Đấng Christ không hiển lộ trên gương mặt của tôi. Anh em hiểu tôi nói không? Khi tôi tranh luận, khi tôi giành phần thắng cho mình, khi tôi sân si, khi tôi hơn thua, thì tôi không thể nào bày tỏ hình ảnh của Chúa Giêsu qua cuộc đời của tôi. Bởi vì người đời còn có một câu nói giọng mất khô: lòng đầy dẫy, miệng nói ra. Chứ nào anh chị em yêu dấu của tôi, sứ đồ Phaolô, ông là một người đã kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa. Nhưng câu 7 ông nói gì? Nhưng chúng tôi đựng của quý ấy trong chậu bằng vàng, phải không? Hả? Trong chậu bằng kim cương, phải không? Trong chậu bằng đồng, phải không? Không phải. Chậu bằng đất. Bình thường không anh em? Bình thường không anh em? Anh em, trong cái bình thường luôn luôn chứa đựng những điều phi thường. Và chính Phaolô, Đức Chúa Trời dùng ông đã nói, Ngài dùng những người không ra gì làm hổ thẹn những kẻ cho mình ra gì.
Trước đây khi tôi còn non nớt, mới tôi tập thờ với Chúa, mình cũng có kiểu cách lắm. Mình cũng rất là kiểu cách. Khi tôi mới tập bướng chẳng thờ phượng, mình cũng rất là kiểu cách. Mình cầm đờn phải có kiểu cách của mình. Mình phải có style của mình. Và khi mình hát, mình cũng có kiểu cách của mình. Và tôi nói em rằng, càng kiểu cách, Chúa không bày tỏ chính Ngài qua con người cách kiểu đó. Amen. Bạn em càng đơn sơ như cái bình bằng đất. Nếu để trước mặt chúng ta bình bằng đất, bình bằng đồng, bình bằng bạc, bình bằng vàng, thì cái nào là cái có giá hơn anh em? Đạt, cái nào là cái có giá hơn? Vàng. Thế thì con chọn vàng hay chọn bình bằng đất? Con chọn vàng. Vì cái đó mà Chúa chưa bày tỏ qua đời sống của con được. Anh tôi càng đi với Chúa. Tại sao Chúa nói là, Phaolô nói là, ông chứa cái của quý. Của quý đó là gì anh em? Anh em hãy tập trung câu số 7. Phaolô nói là, chúng tôi chứa của quý ấy trong bình bằng đất. Thế thì tôi đặt câu hỏi cho Hội Thánh sáng nay, của quý đó là điều gì? Yeah, sự vinh hiển của ba ngôi được Chúa Trời cho tôi các chị. Amen. Của quý đó là sự diện của Chúa Giêsu yêu dấu của tôi và anh em. Hallelujah. Đến nỗi một tôi thân Chúa tại Indonesia, và bây giờ ông về nước Chúa rồi, trong đợt dịch cách đây gần 3 năm về trước, sẽ không bao giờ để mất Ngài. Vàng có nghĩa gì? Nếu hát bài hát này mà đặt nghe thì nói gì? Ông không cần vàng, đưa đây cho tôi. Bạc có nghĩa chi? Thì tôi nói không cần, đưa đây cho tôi. Tôi người tiền, tôi rất là cần bạc. Rồi Khải nói gì? Ô tôi làm đám cưới đi, ông cần bạc cái gì? Ông có thương bạc cho tôi chuẩn bị đám cưới ngày 25 này nè. Anh em, sứ đồ Phaolô nói một câu rất là sâu sắc. Chúng tôi là số nhiều nha, không phải bình ông đâu. Số nhiều đựng của quý, chứa đựng sự diện của Chúa. Ông là một sứ đồ mà tôi biết gì, cái áo của ông đắp lên người bị quỷ ám, phải hét lên và bỏ chạy. Chức vụ của ông rất quyền năng, nhưng ông không có nói, ông là như thế này, ông như thế kia, amen. Amen không ạ? À? Nhưng ngày nay chúng ta thấy rất nhiều người vỗ ngực và xưng họ là ai? Có những người vỗ ngực và họ nói rằng họ là ai? Anh em biết dấu của tôi, vẻ đẹp của những người theo Chúa, nó được bộc lộ những điều tôi đang nói ở đây. Rất đời thường anh em. Chúa ở với chúng ta mỗi ngày phải không? Có phải không? Chúa ở với chúng ta mỗi ngày, không phải Chúa chỉ ngự trong phòng nhóm này. Nhưng mà bước ra khỏi phòng nhóm, ở trong bếp, Chúa cũng ở đó với chúng ta. Và tại cái nhà bếp, nếu ta không cẩn thận, đó là cái nơi mà chúng ta phản chiếu mâu thuẫn với nhau. Amen. Trên phòng nhóm này, anh em có thể nhiều khi không nói ra mà nói gì. Khi bạn đứng lên bạn hướng dẫn thì bạn đẹp lắm. Nhưng mà khi bạn vô nhà bếp, bạn tối thui, bạn có chẳng có gì đẹp cả. Khi bạn cầu nguyện, bạn cầu nguyện hay lắm, nhưng khi vào phòng bếp, bạn không lặt rau được. Ai đó góp ý bạn là bạn nổi xung thiên đó. Anh em, như vậy nó không phải là vẻ đẹp của những người theo Chúa. Amen. Vẻ đẹp của người theo Chúa phải được bộc lộ từ trong Hội Thánh ra bên ngoài của xã hội. Amen. Cộng đồng, trong buổi nhóm của chúng ta. Việc ta nói với vợ của mình cũng bày tỏ vẻ đẹp của người theo Chúa. Amen. Tôi càng đi với Chúa, tôi càng thấy trong những năm tháng mình non nớt, mình bị vấp phạm quá nhiều. Và tôi càng đi với Chúa, tôi càng yêu vợ của tôi nhiều hơn. Tôi càng biết dùng lời nói, quan tâm, bày tỏ tình yêu đối với nhà tôi nhiều hơn. Trước đây khi tôi còn non nớt, mình rất là hăng, rất là máu trong những giờ thờ phượng Chúa, hoặc là giảng, hoặc là cầu nguyện giải cứu. Nhưng khi mình về nhà, mình thất bại tại gia đình của mình. Bởi vì tại đó mình không bày tỏ được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và tại đó mình không bày tỏ mình là hoàng tử của Đức Chúa Trời cho tôi nghe chưa? Amen. Mà mình bày tỏ mình là một cái thằng có quá khứ của một giang hồ. Mình lừa dối. Mình nói gian. Mình làm những điều vụng trộm. Anh em sứ đồ Phaolô nói ông đựng của quý trong cái bình bằng đất. Anh em đừng cho mình là cái bình bằng vàng nữa. Sứ đồ Phaolô cũng viết gửi cho Timôthê.
Ông nói trong nhà có những cái bình, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hàng, phải không ạ? Nhưng mà ông cách lại nè, nhưng người nào giữ mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ là cái bình thánh sạch. Anh em, ông không còn nói là bình hàng, bình dùng cho việc hàng, bình cho việc dùng cho cao trọng, bình vàng, bình kim cương, bình bạc, bình đồ. Nhưng ông dùng một cái từ đó là bình thánh sạch. Cái bình sạch, tấm lòng của tôi và anh em phải sạch. Câu thánh tôi đọc chung là gì? Vậy nên chúng ta chẳng hề ngã lòng. Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong, amen, nó là tấm lòng của tôi và anh em. Đổi mới một ngày, đổi mới một ngày là thôi. Đổi mới một ngày là thôi. Càng ngày càng hơn. Đổi mới một ngày là thôi. Càng ngày càng hơn. Trợn mắt trả lời cho bố. Anh em, Chúa nói là đổi mới càng ngày càng hơn. Có nhiều người đổi mới đúng một lần và sau đó không còn đổi mới nữa. Sau đó là đột biến như Lan đột biến. Đột biến, đột biến, biến đột, biến đột, đột biến, đột biến, coi chừng thủy đột. Anh em, cái vẻ đẹp của những người theo Chúa nó bắt đầu từ tấm lòng của chúng ta như cái bình bằng đất. Mà tại sao ông nói là bình bằng đất? Bình bằng đất nó dễ vỡ không anh em? Có dễ vỡ không anh em? Rất dễ vỡ. Ta cầm cái bình bằng bạc, bình bằng vàng, bình bằng vàng, bình bằng đồng và bình bằng đất. 1, 2, 3, để xuống, ném xuống. Cái nào là cái bể? Bình đất là bình bể ra. Điều này sứ đồ Phaolô muốn nói rằng cái vẻ đẹp của người theo Chúa đó là bắt đầu từ tấm lòng tan vỡ. Một con người dễ vỡ ra trước sự hiện của Chúa, một con người dễ tan vỡ trước lời của Chúa Trời, một con người dễ tan vỡ trước lời của Chúa khiến ta là cá nhân, hay khi nghe tôi tới của Chúa giảng và chúng ta thấy rằng wow, đời sống của mình tồi tệ quá, đời sống của mình chỉ lo trang sức những điều bên ngoài, nhưng bên trong của chúng ta chứa nọc độc của sự chết. Chúa Giêsu nói với những người Pharisee trong Ma-thi-ơ đoạn 25: các ngươi giống như mồ mả tô trắng bên ngoài. Sạch sẽ không anh em? Sạch sẽ không? Đẹp lắm. Giống như sáng nay ta đi nhóm, ai cũng mặc đồ đẹp cả. Bà Linh là còn cài băng rô nữa. Ồ, Hoàng Sài Gòn đi cũng đeo đồng hồ nữa, oh man. Đỡ bố cô bốn ngã bây giờ mấy con. Ở đây nhưng mà coi chừng, chúng ta rất đẹp. Mà coi chừng Chúa nhìn chúng ta, bên trong chúng ta này là cái điều Chúa chăm Chúa hơn ngày nay. Hallelujah. Chúa muốn nhìn cái bên trong của tôi và anh em. Chúng ta đang chứa cái gì? Chúng ta đang chứa gì bên trong này? Cái bình bằng đất, nhưng trong đó có đựng của quý. Cho tôi nghe chứ, amen. Chúng ta thấy ngày xưa người Việt Nam mình, nhất là những người già, họ giấu vàng ở đâu? Giấu vàng ở đâu? À, chúng ta thấy họ giấu trong những cái bình bằng đất phải không ạ? Người ta gọi là cái tiễn á, à, giấu trong đó. Còn văn hóa miền Bắc ấy, giấu vàng độc đáo nơi cái bát hương. Anh em, sứ đồ Phaolô nói rằng chúng tôi đựng củ quý ấy trong cái bình bằng đất. Và sáng nay có bao nhiêu người giật mình rằng ô, tôi có quá khứ một thằng nghiện. Tôi có quá khứ một người chơi bóng bánh. Ô, tôi có một quá khứ nghiện rượu. Ô, tôi có một quá khứ lừa gạt người khác. Và bây giờ Chúa Giêsu là vật quý báu nhất ở trong tôi sao? Chúng ta giật mình điều đó không? Chúng ta giật mình điều đó không? Anh em, cuộc đời của tôi khi tôi bắt đầu gặp gỡ Chúa, tôi yêu quý Ngài. Tôi yêu quý Ngài. Càng đi với Chúa, tôi càng nói với Chúa như ngày hôm qua. Tối hôm qua khi tôi đi cầu nguyện với Chúa, tôi nói tôi nên rằng con muốn được biết Ngài thêm nữa. Vì những điều gì con biết Ngài như hạt cát trên bãi biển mà thôi. Con muốn biết Ngài nhiều hơn nữa. Con muốn trải nghiệm với Chúa nhiều hơn nữa.
Tôi muốn biết lời của Chúa nhiều hơn nữa. Amen. Anh em, nhưng có những anh em đã dừng lại. Và khi một con người dừng lại không còn đi muốn Chúa nữa thì chúng ta thấy trên cái căn căn, họ bắt đầu nặng hơn Chúa. Cái tôi của họ nặng hơn sự hiện diện của Chúa. Sự kiêu ngạo của họ nặng hơn sự hiện diện của Chúa. Em ấy, anh em hiểu tôi nói không? Bản chất của họ nặng hơn sự hiện diện của Chúa. Cho nên Chúa bắt đầu không làm gì cho họ nữa. Bởi vì họ coi Chúa như là rắc rến. Gần đây tôi có nói một cái câu nói dặn tại phía Bắc. Chúng ta tin Chúa Giê-xu không phải để có thêm một thân nữa trong cuộc đời của chúng ta. Anh em hiểu rồi không? Tôi lặp lại. Chúng ta tin Chúa Giê-xu không phải để có thêm một thân nữa thêm vào tín ngưỡng của tôi và anh em. Không. Nhưng mà chúng ta tin Chúa Giê-xu là chấp nhận trả giá để Ngài lên ngai lòng của tôi và anh em. Những ngày qua tôi và anh em có phải để Chúa ngồi lên ngai lòng không? Hay là cái tôi của mình vẫn ở trên gai lòng của chúng ta? Con người cũ của mình vẫn còn ở trên gai lòng của tôi và anh em. Và sứ đồ Phaolô bắt đầu ông đi tiếp. Đến câu 8 thì ông nói gì? Chúng tôi bị ép đủ cách. Anh em thấy không? Một người đang Chúa đừng sự diện vinh hiển của Chúa. Nhưng ông nói gì? Ông bị ép đủ cách. Phải không ạ? Ông bị ép đủ cách. Điều này nói lên gì? Sự tự do lựa chọn của sứ đồ Phaolô bị đặt lên một cái cân. Amen. Amen. Và ý muốn của Đức Chúa Trời đặt lên một cái cân cho tôi nghe chị. Amen. Và ông đó là ông bị ép đủ cách. Đó là cái xác thực của ông muốn ăn nè, ngủ nè, phải không ạ? Chơi nè, và vui thú của trần gian này. Em, tôi cũng đã từng kinh nghiệm những vui thú, lạc thú của cái thế giới tâm tối này. Nhưng bây giờ tôi nói em rằng tôi vẫn chọn Chúa Giê-xu. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi trở lại với điều đó, nó giết chức vụ của tôi và làm ô dơ đi chức vụ, xin lỗi, danh của Chúa. Ngày hôm qua khi tôi gọi điện thoại cho nhà của tôi, nhà tôi nói từ sáng sớm hôm qua thì nói rằng là tối qua em không ngủ được, em hơi bị mệt. Và tôi nói bây giờ em đi ngủ tiếp đi, xin Chúa ở cùng em. Rồi tôi thả tới tim ở đó. Và đến chiều thì tôi gọi điện thoại cho nhà tôi một lần nữa. Và nhà tôi nói chuyện nhiều hơn, cô Phương càng ngày càng được phục hồi và nói chuyện nhiều hơn. Và trong cái lúc cô nói chuyện với cô nói tôi một lời này, Chú nói với em, ma quỷ nó ghét mặt vợ chồng mình lắm anh. Tôi nói em nói gì vậy? Và tôi nói lặng mà, Chú nói với em, ma quỷ nó ghét cái mặt của vợ chồng mình lắm. Cái tôi cười, tôi nói đúng rồi. Cái nhà tôi nói, Chú nói với, nó ghét lắm anh, bởi vì mình đi đâu mình cũng phá hoại công việc của nó. Nhưng sứ điệp của tôi sáng nay cũng là những mũi tên bắn vào vương quốc của nó, hủy phá công việc của nó cho những người nghe có lòng ăn năn đau đớn với Chúa. Em ơi, để các bạn trở nên vẻ đẹp, bày tỏ vinh quang của Chúa cho những người hư mộng, cho gia đình của mình, cho tôi nghe chứ. Amen. Cho gia đình của mình, cho cộng đồng chúng ta đang sinh sống. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây nữa? Ông đó bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng. Ở đây sự hiện diện vinh hiển của Chúa mà ông nói là ông bị túng thế có là gì? Ông yếu thế hơn phải không ạ? Mấy người thừa nhận rằng bây giờ mình có Chúa đấng ở trong ta lớn hơn những cả trong thế gian này rồi. Nhưng mà chúng ta thấy có những lúc chúng ta vẫn bị túng thế, chúng ta bị lọc vào cái thế đó, là chọn Chúa hay là chọn thế giới này. Amen. Chọn Chúa hay là chọn tiền bạc? Chọn Chúa hay là chọn bàn xấu? Chọn Chúa hay là chọn những điều mà không đẹp lòng được Chúa Trời? Sẽ trở thành kim cương trong tay của Chúa. Amen. Có nhiều người ai cũng muốn trở thành người được sức giàu. Người nam, người nữ được sức giàu, được Chúa dùng để đuổi quỷ, để trừ tà, để làm những phép lạ. Nhưng bao nhiêu người sẵn sàng đi qua những cái áp lực, vác thập tự giá mà đi theo Chúa Giê-xu. Amen. Tôi đi theo Chúa hơn 30 năm nay và tôi thấy áp lực trên con đường đi theo Chúa, chông gai, thử thách, thập tự giá đã làm đẹp cuộc đời của tôi.
đã đưa tôi đến cái sự sức giàu cao hơn, đã đưa tôi đến cái sự kinh nghiệm sự diện vinh hiển lớn hơn. Amen. Đã đưa tôi đến nhận sự mặc khải từ nơi Ngài một cách mạnh mẽ hơn. Hallelujah. Và rồi chúng ta thấy, nếu ta không đi qua áp lực thì làm sao sự sống của Đức Chúa Jesus Christ cũng tỏ ra trong thân thể này. Amen. Amen. Và tôi đi nhanh. Câu 11. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì có Đức Chúa Jesus mang bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jesus cũng được tỏ ra trong xác thịt hai chết của chúng tôi. Anh em thấy không? Bởi chúng tôi là kẻ sống. Có ai ở đây đi theo Chúa mà chết không? Không có. Chúng ta đang sống mà. Nhưng hãy nhớ nha, vì cớ Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ bị gia đình mình bắt bớ. Hoang đã từng bị gia đình của mình phải không ạ? Có phải không ạ? Tiến có bị không? Tuấn Anh có bị không? Bình có bị không? Anh em, hãy nhớ nha, tôi và anh em là kẻ sống. Hãy nhớ rằng vì Chúa Giêsu mà những ngày đến chúng ta sẽ đi vào những cái bài tập Chúa cho phép xảy ra để coi thử lòng của chúng ta như thế nào. Anh em, lòng con người dễ biết lắm. Lòng con người dễ biết lắm. Chúng ta khó biết khi họ có tiền bạc, họ có danh hoa phú quý. Nhưng mà lòng con người rất dễ biết, đó là khi họ đối diện với gian khổ, khi họ đối diện với nghịch cảnh, khi họ đối diện với thử thách, khi họ đối diện với những sự cám dỗ, lòng con người lộ hết ra. Ai sống quyết định với Chúa lộ ra, ai sống giả hình lộ ra, ai sống không thật lòng lộ ra, ai sống thật lòng cũng lộ ra. Amen. Nó dễ lắm anh em. Vì đó anh em thấy không? Khi thờ phượng ai cũng đẹp hết. Khi thờ phượng Chúa trong hội thánh ai cũng đẹp cả. Nhưng mà khi đi qua nghịch cảnh thì mới biết chúng ta có vẻ đẹp của Chúa hay không. Amen. Chúa Giêsu, Ngài là gương mẫu cho điều này. Khi Ngài bị ném đá, Ngài lánh ra khỏi. Khi mà Ngài bị quân lính nhổ nước miếng vào mặt, Ngài không nói là Nguyễn Tuấn Anh, sao mày nhổ nước miếng vào mặt tao? Ngài biết người nhổ nước miếng vào mặt Ngài không vậy? Ngài biết. Nhưng Ngài câm lặng như chiên trước mặt kẻ hớt lòng. Khi quân lính vả vào mặt Ngài, Chúa Giêsu không nói rằng là các ngươi có biết, có muốn ta kêu tên ra cái người vả ta không? Lúc đó họ bịt mắt Ngài mà. Ngài biết, nhưng Ngài thinh lặng. Trên thập tự giá, nhục hình, đau đớn, lõa lồ, ô nhục. Chúa Giêsu nhìn xuống và Chúa Giêsu thấy những quân lính bóc thăm áo của Ngài phải không? Lấy trộm áo của Ngài. Ngài nhìn cái người đóng đinh Ngài. Nhưng Ngài không nói nè, nhớ nha, sau khi ta sống lại ta đến ta tìm mày á. Vì câu chuyện của ngoài đời, họ biết cái người báo chính quyền bắt họ đó. Họ nói mày chờ đó, hàng xóm báo ha, mày chờ đó, tao ra khỏi tù rồi, mày sẽ biết tao. Nhưng mà Chúa Giêsu thì khác. Ngài đã dâng một lời cầu nguyện ngay lúc đó trước khi Ngài tắt hơi thở cuối cùng. Lạy Cha, xin tha cho. Vì họ làm những điều họ không biết. Anh em, Ngài toát ra phải đẹp không anh em? Ngài toát ra phải đẹp. Không một giáo chủ nào. Có thể ngày nay họ đang lập cái hệ phái của họ trải qua hàng ngàn năm. Nhưng không có một giáo chủ nào là có vẻ đẹp như Chúa Giêsu, đáng kính, đáng mến, đáng được tôn trọng, đáng được ngợi khen, đáng được thờ phượng dựa vào chúng ta hôm nay. Không có một giáo chủ nào. Và điều tôi kêu gọi anh em đó là gì? Chúng ta thấy hoa huệ như khi nãy tôi nói, đã ở trong bụi gai. Nhưng mà khi có những ngọn gió thổi qua, hoa huệ bắt đầu rung rinh, và những cái gai đó làm rách nát cái hoa huệ.
ai nhìn cũng thấy xấu cả, phải không ạ? Nhưng mà nó toát ra cái mùi thơm gấp đôi lần. Cuộc đời của tôi và anh em đôi khi ta nhịn nhục vì cớ Chúa, người khác nói gì mình thua, nhưng mà Chúa nói gì con không thua, con đang thắng. Amen. Amen. Khi người ta sân si, người ta đã đánh đập mình, mình nhìn người đời nói là mình thua, không thua đâu các bạn. Lúc đó ai cũng nói mình, sao mày to con vậy mà mày thua. Không. Anh em hãy bày tỏ nét đẹp của Chúa trong những nghịch cảnh, giông tố, những gai góc đâm vào cuộc đời của tôi và anh em. Cho tôi nghe chị, amen. Và anh em thân, Chúa nói gì về người nữ? Vẻ đẹp của người theo Chúa đó là bắt đầu từ tâm lòng, như cái nãy giờ tôi đang nói. Người nữ, lời của Chúa nói gì trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 5 đến câu 6? Xin lỗi, Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 3 đến câu 4. Chớ thì trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lè mà còn lẹt nữa. Tôi thấy ngày hôm nay đôi khi nhà thờ giống như cái chỗ trình diễn thời trang. Là có nhiều người họ trình diễn và biết rằng bộ áo dài này nè tôi may ở đâu nha. Bộ đôi vest này tôi may ở đâu nha. Chiếc xe hai cửa này tôi đậu gara tôi mới mua đó. Anh em, nhà thờ không phải là nơi biểu diễn thời trang. Dù rằng Chúa không bảo chúng ta ăn mặc xấu, nhưng mà Chúa bảo chúng ta rằng chớ tìm kiếm, có là đừng có tập trung đầu tư vào trang sức bề ngoài như giật tông đeo đồ vàng, mặc quần áo lè lẹt. Nhưng Kinh Thánh bảo gì? Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng. Cái nét đẹp của người nữ đó là tấm lòng của người nữ đó. Anh em biết rằng là người thế gian, người đàn ông người ta chọn vợ, chọn bằng tình, họ yêu là những người nữ mà họ nhìn bốc lửa. Họ nhìn mắt mắt họ. Họ nhìn đẹp, hấp dẫn. Họ chọn. Nhưng đối với chúng ta, thì chúng ta nên chọn những người có sự trang sức ở bên trong. Vì nhan sắc rồi, nét sắc đẹp rồi sẽ tàn phai. Ê-sai 40 là của Chúa đã nói rồi. Cỏ khô hoa rụng. Phải không ạ? Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Chúa thì còn lại đời đời. Trang sức như người bề trong, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần, dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi thấy những người nữ, tôi thì tôi, anh em thấy cô Phương không? Ít nói vì tôi chọn mà. Ít nói dịu dàng. Nhưng có những người nữ khi đến hội thánh thì tôi nói anh em họ nói tôi đau đau luôn á. Họ nói hoài thôi. Và tôi chọn cô Phương là một con người rất yên lặng. Không phải là Chúa cấm các bạn gái nói, nhưng phải biết nói đúng chỗ. Amen. Phải biết nói cái gì. Và thầy Tú cũng chọn Hương cũng yên lặng nha. Có chừng câu sau đó con. Kinh Thánh Chúa nói gì? Tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của một tâm linh dịu dàng yên lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Anh em chọn người nữ phải chọn như vậy. Chọn cái người có tâm thần dịu dàng, yên lặng, dịu dàng, yên lặng, đó mới là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Hallelujah. Có những người nữ làm xấu chồng trước mặt mọi người. Đang nói đó, cái là Đạt quay lại nhìn Bích Linh, điều này không được rồi. Anh em hãy cầu nguyện. Trong một thánh của Chúa sáng nay có những người nam, những người nữ. Và bây giờ chúng ta đến những người nữ, những người nam, xin lỗi. Phía nhất, đoạn 5, câu 5, câu 6. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, là như bọn Khải, bọn Đạt,
bọn trí bọn được bọn cường của mì, tất cả đó là những bọn trẻ tuổi. Amen. Làm gì ạ? Hãy phục theo các trưởng lão, hãy vâng lời người lãnh đạo, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng bằng. Anh em, có những người không làm việc chung với nhau được bởi vì cứ làm việc với họ là cãi lộn, bởi vì họ không khiêm nhường. Sao nói chủ đề chẳng ai amen hết trơn vậy? Mấy ngày qua mấy con khiêm nhường lắm á. Ai cũng nói mình chỉnh năm thanh hai, ai cũng nói mình làm bò bò giỏi, ai cũng nói mình là giỏi, và không chịu khiêm nhường, không chịu lắng nghe, và cuối cùng không ai dám làm việc với chúng ta cả. Có những lãnh đạo nói ra là tôi biết rồi, nhưng mà họ chưa biết gì cả. Tôi có những cậu trò nói, con biết rồi, tôi nói con biết rồi, sao lộ thánh như vậy? Tức là cái gì họ cũng biết, nhưng mà cuối cùng họ chẳng biết gì cả. Đó là những con người kiêu ngạo và không trang sức bằng sự khiêm nhường. Khi nói đến hai chữ trang sức, chúng ta đừng nhầm lẫn rằng chỉ dành cho người phụ nữ. Không phải dành cho bé Tuyết, không phải dành cho cô Vân, không phải dành cho bé Trà, không phải dành cho Hương, không phải dành cho Linh, không phải dành cho tất cả những người nữ. Nhưng chỉ trang sức này cũng dành cho những người nam nữa. Amen. Chúng ta trang sức bằng sự khiêm nhường. Anh nói về sự kiêu ngạo thì ta nhìn vào đàn ông nó lộ lắm. Đàn ông lộ lắm. Ai có vợ rồi bắt đầu nhìn vợ mình đâu không bao nhiêu, thầy Tú nhìn bé Hương nè. Nhưng ngày hôm qua sau khi tôi làm lễ đám hỏi về nhà của Hương thì anh chị Suya của tôi nói là đêm vừa về, nhưng mà tôi thấy thầy Tú mình không biết sống sao mà làm cho anh chị Út co người này, cúm na cúm núm này. Hãy khiêm nhường nghe con. Vì Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo. Bao nhiêu người trong ta cầm Đức Chúa Trời ban ơn nè. Và Chúa Kinh Thánh nói gì? Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Có nhiều người đến tôi nhờ tôi cầu nguyện để Chúa cho thêm ơn. Tôi đặt tay gãi cả tay tôi mà chẳng thấy là có ơn nữa. Ôi sao khi đặt tay họ vẫn đứng sừng sừng vậy đó, họ kiêu ngạo. Vì dù tôi có đặt tay nữa Chúa cũng chẳng ban ơn cho họ. Bởi vì Ngài thấy họ như núi cao. Amen. Amen. Và gì anh em, câu số 6. Những người nam hãy nghe. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Anh em có biết rằng chúng ta đã từng ở bên ngoài xã hội, khi chúng ta chưa được Chúa cứu, chúng ta có thể làm vua một cõi. Chúng ta có thể là anh hùng ở một cái chỗ nào đó. Nhưng anh em hãy nhớ rằng dù chúng ta là ai không quan trọng, cái điều tôi sắp nói mới là quan trọng. Là chúng ta phải biết rằng tay của Chúa Trời rất kinh khủng, rất quyền năng, rất vĩ đại. Amen. Amen. Cánh tay của Ngài rất quan trọng cho cuộc đời của tôi. Bao nhiêu người cầm tay của Ngài dìu dắt ra. Tôi hầu về Chúa hơn 30 năm rồi, nhưng đến ngày nữa tôi vẫn nói rằng Chúa xin dẫn dắt con mà. Xin cầm tay con dẫn dắt con mà. Tôi bao giờ nói con đủ rồi. Con 32 năm rồi con đủ rồi. Không anh em, tôi bao giờ dám nói với Đấng đã từng cứu cuộc đời của tôi như vậy. Tôi nhờ cậy Ngài mỗi ngày. Trên sáng nay hỡi hội thánh của Chúa. Hỡi hội thánh của Chúa. Chủ đề mà chúng ta cùng nhau nghe đó là vẻ đẹp của người theo Chúa. Vẻ đẹp chỉ được bộc lộ khi chúng ta đi qua trong khóc lóc, khi đi qua trong bóng chết, khi ta đi qua những nan đề, khi ta đi qua những nghịch cảnh, khi ta đi qua những sự bắt bớ, khi ta đi qua những sự hiểu lầm, khi ta đi qua những ô nhục, khi ta đi qua những sự thử thách, mà chúng ta vẫn khiêm nhường, vẫn nhờ cậy Chúa. Chúa sẽ bày tỏ Ngài là ai. Amen. Rồi tôi có gặp một người, họ đang đi qua, phải nói là cái trũng bóng chết. Mà khi họ đi qua cái trũng này tôi biết. Và tôi lúc cầu thay cho họ là đừng để họ chơi heroin trở lại.
đừng để họ vấp váp trở lại. Nhưng cảm ơn Chúa, khi tôi gặp nói chuyện, tôi giật mình. Tôi nghe những con người này làm chứng, mà tôi nói những con, cái con người tôi đang nói này còn hơn một số em ở đây rất nhiều. Không chơi ma túy trở lại, vẫn tin cậy Chúa, đi nhóm và nhận những điều hứa của Chúa và không đụng đến một điếu thuốc lá. Mà đã 4-5 năm nay rồi. Có những em nhân lấy nghịch cảnh nan đề là rượu, thuốc lá, cờ bạc, lô đề và mượn nghịch cảnh để đổ thừa cho sự yếu đuối của mình. Những sự việc tôi chia sẻ ở đây, nếu ta hiểu mặt trái của nghịch cảnh, đời là đau khổ, nhưng mặt phải của nghịch cảnh, nan đề, thử thách của tôi và anh em, đó là beauty shop mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đi qua đó để làm đẹp tôi và anh em. Tôi nghe chị anh em, Ngài sẽ trang sức chúng ta. À, anh em, khi một con người kiêu ngạo đi qua trũng nan đề, họ bỗng dưng khiêm nhường. Một con người học thức, một con người có tài, họ thất bại, ê chề, anh em thấy họ dễ thương lắm vì họ bắt đầu khiêm nhường. Và tôi kêu gọi anh em, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển, cao trọng, đời đời, vô lượng, vô biên. Bởi chúng ta chẳng chen trăm sự thấy được, nhưng trăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Anh em ơi, hãy bắt đầu đứng dậy và bước vào trong chỗ của sự cầu nguyện. Tôi muốn kết thúc bằng một câu chuyện. Tôi có một clip. Xin ta cứ đứng lên. Và một người ở tại châu Âu, anh ta có quá khứ nghiệp. Anh quen với một cô con gái là cảnh sát trưởng. Và anh đưa cô con gái rất là xinh đẹp của con cảnh sát trưởng này vào đời, là anh cho chơi ma túy luôn. Và cuối cùng ta biết gì, anh khốn khổ đi vào trường cai nghiện, đi vào trung tâm cai nghiện cơ đốc, rồi đôi ba lần anh cũng không bỏ được. Nhưng mà cuối cùng tôi coi bộ phim đó, kết thúc rất là có hậu anh em. Kết thúc rất là có hậu. Và tôi coi tôi thấy đúng, anh đã toát lên cái vẻ đẹp của Chúa. Từ một con người tưởng chừng như chết bởi tội lỗi ma túy, nhưng mà cuối cùng anh đã đứng dậy trên đôi chân của chính mình. Và anh tập chạy để tham gia một cái chạy marathon tại Mỹ. Và anh bị xe đụng, anh bay mười mấy mét. Anh bị gãy xương chân, gãy xương chậu. Nhưng mà chúng ta biết điều gì xảy ra không? Anh muốn bỏ cuộc. Nhưng những người bắt đầu đến khích lệ anh. Hả, dễ thương. Lại có thái độ như vậy à? Anh được rất nhiều người khích lệ. Anh được nhiều người ủng hộ. Trong đó có cảnh sát trưởng là cái người rất là căm ghét anh. Bởi vì bởi anh mà con gái của ông đã chết vì ma túy. Nhưng ông cũng đến, ông khích lệ. Và tôi biết gì? Bắt đầu đi chống nạn, đi. Té lên, té xuống, té lên, té xuống, đau đớn. Tôi coi mà tôi khóc. Và thế là nhiều người khích lệ anh. Bạn gái anh sau này là bác sĩ, khích lệ anh. Khi đến đợi anh dạy, anh không để cho anh đợi. Bằng anh đau đớn, cả đôi chân đau đớn, anh tập tễnh đứng lên và đi từng bước té xuống. Nhiều người đến thấy anh ngã như vậy đến đợi, anh nói không, thả ra, để tôi tự đứng lên. Và sau một thời gian anh đi những bước rất là đau đớn, nhiều lần té lên té xuống. Và cuối cùng anh tham gia trận đua marathon. Và bốn thể loại để thi: bơi, đạp xe đạp, chạy bộ. Và anh ta biết gì? Cuối cùng anh về đích. Anh về đích mà anh bò để anh về đích cho anh em. Và tôi coi được cái bộ phim đó, tôi nói wow, ước gì các con ở đây cũng như vậy. Những năng đề của các con đối diện nó chưa là gì so với cái người mà tôi vừa kể với anh em. Nó chưa là gì cả. Chưa là gì cả. Nhưng mà khi bạn tình đầu của anh mất để lại đứa con, và bộ phim đó có tựa đề rằng là vì cớ con ba sẽ chiến thắng mọi sự. Trong này chúng ta cũng có những người bố, có những đứa con, phải không? Có phải không?
đừng để cho đứa con của mình nó mặc cảm với bạn bè của mình vì cơ ba của mình là như vậy. Hãy suy nghĩ, nếu con của mình dần dần lên và nó biết chúng ta đã làm những điều gì cho gia đình của chúng ta, thì chúng ta nói với em rằng nó sẽ cay cú và nó sẽ căm thù chúng ta. Đừng để điều đó xảy ra trong gia đình của chúng ta. Amen. Và hãy quyết định đó bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy đi qua những nan đề để toát ra vẻ đẹp của Thiên Chúa. Amen. Hãy đi qua những bụi gai, những nan đề khó chịu có thể làm ta nhức nhối. Nhưng các con ơi, hãy bắt lấy cơ hội đó để tỏa ra mùi thơm vẻ đẹp của Đấng Christ trong đời sống của chúng ta. Hallelujah. Lời nói của chúng ta cũng là một hương thơm. Hành vi của tôi và anh em cũng là hương thơm. Quyết định của chúng ta cũng là hương thơm. Amen. Sự đầu phục của chúng ta cũng là cái hương thơm. Amen. Đức tin của tôi và anh em cũng là cái hương thơm với Chúa. Cho nên là chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện lớn tiếng. Hãy giơ tay lên hướng về Chúa và cầu nguyện anh em. Shekakarama. Oh hallelujah. Hỡi Thánh Linh. Hỡi Thánh Linh là thần lẽ thật. Hỡi Thánh Linh là thần lẽ thật. Xin đến và giúp đỡ chúng con trong 9 giờ phút này. Shekakarama karama. Chúa xin cho chúng con nhìn biết vẻ đẹp mà Chúa muốn chúng con có khi chúng con quyết định đi theo Ngài. Chúa ơi, hàng chục người, hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng triệu người đang muốn nhìn vẻ đẹp của mỗi một chúng con vì họ biết chúng con tin Chúa Giê-xu. Con cái của chúng con biết chúng con tin Chúa Giê-xu. Vợ chồng của chúng con biết chúng con tin Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin cho chúng con bày tỏ vẻ đẹp. Chúa ơi, xin hãy đừng để cho người khác nhìn thấy sự xấu xa của một con người quá khứ chúng con nữa. Nhưng cho ai nấy trong chúng con đều nhìn thấy vẻ đẹp của Đấng Christ trong cuộc đời của con và anh em con. Hỡi Chúa, lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Hỡi Chúa, giúp đỡ chúng con. Chúa ơi, như nhà ca nói bằng tình ta ở giữa đám con cái như bông hoa ở giữa bụi gai. Chúa ơi, xin cho con tỏa ra mùi thơm, tỏa ra vẻ đẹp vinh quang của Ngài, cho chúng con dễ bị dễ tan vỡ trước những tội lỗi chúng con vi phạm với Ngài. Chúng con tan vỡ trước sự kiện của Ngài, tan vỡ trước lời của Ngài. Chúa ơi, xin đừng để chúng con đi với Chúa vô tấm lòng cứng cỏi nữa. Và vẻ đẹp của Chúa bắt đầu từ tấm lòng của một chúng con. Chúa ơi, hỡi Chúa, những người nam người nữ trước mặt Đức Chúa Trời, lạy Chúa, xin giúp chúng con, xin giúp chúng con Ngài ơi, xin giúp chúng con Ngài ơi, giúp chúng con bày tỏ vinh quang của Cha. Hallelujah. Với năng quyền trên cao, thần linh Chúa Thánh, xin hãy dẫn dắt chúng con. Đức Thánh Linh ơi, xin đầy dạy cho mỗi chúng con và dùng chúng con bày tỏ vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, lạy Chúa, vẻ đẹp và sự hiện của Ngài. Chúa, xin để chúng con nói mình là cao trọng, nhưng mà cho chúng con đừng chứa được sự hiện của Chúa trong một cái mình thánh sạch và lòng của chúng con. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con ơi, xin cho chúng con ở Chúa. Ôi Chúa, xin tác động để cho chúng con quyết định sống bày tỏ vẻ đẹp của Ngài, bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, bày tỏ sự cao trọng của Ngài, bày tỏ mùi thơm của Ngài. Chúa ơi, hallelujah. 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 Xin ban thờ phượng giúp cho bài hát thần linh Chúa Thánh. Xin hãy dẫn dắt chúng con. Đức Thánh Linh ơi, xin đầy dậy trên chúng con và dùng con. Hỡi Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Đang kính chờ đợi ban thờ phượng, ta tiếp tục cầu nguyện với Chúa để bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng Chúa muốn chúng ta bày tỏ vẻ đẹp của người đi theo Ngài. Và vẻ đẹp này không phải bằng mỹ phẩm, không phải bằng đồ trang sức của đời này, không phải bằng việc cắt đầu tóc hay là chơi đồ hiệu, đi xe đẹp.
Nhưng vẻ đẹp này đó là sự hiện diện của Chúa, sự cao trọng của Ngài ở trong tấm lòng của tôi và anh em. Và tấm lòng của chúng ta càng đi qua nan đề với một con người hạ mình cần Chúa, thì tấm lòng đó càng đẹp đẽ, càng sạch sẽ như hoa huệ ở giữa trùng. Đây là lời của Chúa nói gì? Dầu người bề ngoài của chúng ta hư hoại, dầu người bề ngoài chúng ta hư hoại thì đó không quan trọng, cho bằng đó là người bề trong của chúng ta cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Chúa thay hãy dâng ra chúng con nhé, từ thay lên người xin làm đầy dẫy con. Giêsu con ban chiều là vinh quang của Cha, tôi nằm nguyện trên ta. Phần lễ Chúa thay, hãy dâng là chúng con. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài đầy dẫy con. Thần linh Chúa chiều là vinh quang của Cha, tôi nằm nguyện trên ta. Thần linh Chúa thay, hãy dâng là chúng con. Amen. Đưa tay hãy ác cái lời cầu nguyện của chúng ta làm đầy dẫy con. Giêsu con ban chiều là vinh quang của Cha, tôi nằm nguyện trên ta. Thần linh Chúa thân hãy dâng đạo chúng con. Đức Thánh Linh ơi, xin làm đầy dẫy con. Con ban chiều là vinh quang của Cha, tôi nằm nguyện trên ta. Hãy subscribe cho
với anh quyền trên cao, và dùng con, và dùng con phán chiếu ra liên quan của cha. Thôi nào, chúng ta đã nghe lời của Chúa, và Chúa muốn chúng ta mang vẻ đẹp của người tin Chúa. Chúa muốn chúng ta, và Chúa muốn dùng chúng ta bày tỏ vinh quang của Ngài, vẻ đẹp của Ngài trong những lúc khó khăn nhất trên con đường đi theo Chúa, trong những lúc lòng của chúng ta bị tổn thương, trong lúc ta bị phản bội, trong lúc chúng ta bị ngược đãi, trong lúc chúng ta bị bắt bơ, trong lúc ta bị vu khống, trong lúc ta túng thiếu, nghèo nàn. Hỡi hội thánh của Chúa, hãy bày tỏ vinh quang của Ngài. Xin đừng chỉ bày tỏ vinh quang của Chúa trong hội thánh là nơi chúng ta nhóm lại, nhưng khi đi ra khỏi hội thánh, chúng ta trở lại với cộng đồng, trở lại với gia đình của chúng ta, hãy bày tỏ vẻ đẹp của Ngài. Những người nữ, xin đừng đầu tư quá vào đồ trang sức, nhưng hãy dành thời gian trang sức những điều đẹp ở trong tâm thần dịu dàng, yên lặng, vì đó là giá quý trước mặt của Chúa Trời. Còn những người nam thì trang sức cho đời sống của chính mình bằng sự khiêm nhường, bằng sự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng phục người dẫn dắt mình, để Chúa dùng mỗi một chúng ta. Xin đây là giờ cầu nguyện. Nếu anh em nam nào, nếu anh em nữ nào, chị em nữ nào, Chúa được Thánh Linh của Chúa nhắc nhở, xin hãy lớn tiếng cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho nhau, để chúng ta được nhận lời của Chúa và chúng ta bày tỏ vẻ đẹp của Đấng Christ. Đó là điều Chúa mong đợi lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Xin bên mời bên nam trước. Nếu có em nào chúng ta muốn được cầu nguyện, bị cáo trách, hãy cầu nguyện. Tô cô sa ca ta, thế khe sê ca ta ca, tô cô sa ta ca ta ca ta ca. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.